hắn luôn. Đấy, cắn luôn anh em ạ. Úi ôi, ba con anh em ơi. Ừ, thả cắn luôn gặp đàn rồi, gặp đàn, cầu ba con. Đây rồi. Úi ôi, hai con to anh em ơi. Ừ, hai con này to. Thì ở chỗ này ấy thì người ta chỗ này trước người ta là nuôi tôm với nuôi cua các bạn, nhưng mà giờ người ta bỏ lâu lắm rồi không nuôi rồi, nó rộng lắm đấy, rộng mặt ngàn này. Anh em nhìn này, trông giờ nó rất là hoang sơ, nó không còn được như trước ấy. Trước thì ở đây thì họ nuôi trồng thì họ còn làm nó còn sạch sẽ, bây giờ cây cối họ um tùm rồi. Được, khả năng anh em vào chỗ đầu đánh coi nhé, ngồi chỗ nó kín đi. Ở đây nó nắm cái cây, cái cây này nó bông nâu anh em ạ. Đây các bạn nhìn này, ở đây nó nắm cái cây này, cái bông nâu này rất là ngứa các bạn nhá. Đây các bạn nhìn nhá, những cây này lá nó sẽ rất là ngứa, mỗi lần đi qua kiểu như cọ vào cái là da của em cứ nổi mề đay đấy. Đi, còn chuyển đổi nó đoạn đầu ấy thôi. Sáng nay em đi vội quá, đi cũng chưa kịp pha mồi các bác ạ. Giờ mà đến nơi để bóp mồi đây. Nay đi quên lại không cầm bột mì nữa cơ. Không cầm bột mì thành ra là không đánh đơn được, chỉ đánh ngục được thôi nhỉ. Đi câu anh em luôn phải mang theo phụ gia, không phụ gia nhiều lúc đến mồi nó mà nhã quá là mình không câu được ngay. Mồi khô có thể chữa được chứ mồi nhão mà không phụ ra chết giả. Tương đối nhiều mồi anh em ạ. À, tính tay này, ok đấy. Để một lúc nó là lỡ đó. À, ok, đánh cũng chỉ tầm khoảng 1,5 mét nước là ok anh ạ. Sâu quá khó nhai. Đó. Tầm này là ok. Mênh mông sóng nước. Vào đi. Đó. Ok đấy.
Đó, sầu lắm, cây này ngồi ngứa lắm anh em ạ. Bẻ bớt đi. Nó cái cây lá lá nó ngứa lắm em, nó có nhiều cái lông lông ấy. Lá nhiều cái lông ngứa lắm, bẻ bớt đi. Như cái tre các bạn. Đấy. Nhiều lắm mà. Okay. Phi đẹp, phi đẹp các bác này. Phi đẹp luôn anh em ạ. À. Có chưa các bác ơi? À. Có nhìn có chưa? Về chưa? Con đầu tiên. Đáp nó xuống đây các bác ạ, cho nó sống. Bọn rô phi này thì mồi nào nó cũng nhạy luôn đấy. Nhiều bác cứ bảo sao tránh được rô phi, khó tránh lắm. Giống là ăn tạp mà. Chết này. Ui, con này được, con này được. Này, chết này. Ui, con này được, con này được. To 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 to. Ê, lên rồi. To 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 to. Chà chà, được. Này, đóng khô mồm. Còn được đấy. Xuống cái nháy luôn. Đóng sâu mồm. Vào, wow, nó nhảy luôn. Rồi nó vành ra này tí vứt cho đấy. Vạch hết à? Cứ đựng được cá được anh em ạ, chẳng quan trọng gì. Nhiều bác cứ phải quan trọng là túi đẹp, đồ đẹp, em chẳng quan tâm. Câu cá là được. Cắn luôn. Đấy, cắn luôn anh em ạ. Úi dồi, ba con anh em ơi. Thả cắn luôn gặp đàn rồi, gặp đàn, cậu ba con. Wow. Này anh em nhìn đây, cậu phát ba con. Để cắn luôn, thả xuống, phát xuống cắn luôn. Này thì ba phải nhanh hơn một anh em ạ. Ồ, đấy lục cái này nó mới sướng các bác ạ. Ba chú liền. Liền. 1, 2, 3. Đấy. Thế này thì nhanh. Cái giống mà đã được ba con một phát thì nó đang là cặp đàn này anh em ạ. Đang cặp đàn rồi. Thì dập nó sẽ rất là nhanh đầy túi. Xuống cái này nó nick ngay, đang gặp ổ. Nhìn thả mỗi con mồi xuống này nó cắn ngay, sợ. Ba con phát. Này nhanh lắm.
ba con phát nhanh gặp đàn, nhưng giàu lắm. Cái xuống nó cắn ngay cơ anh em ạ. Đây rồi. Ui ui, hai con to, hai con to, hai con to, hai con to anh em ơi. Ừ, hai con này to. À, chà chà. Ui, hai. Hai nhanh hơn một. À, anh em ơi. Hai con to chưa? Đây, các bác nhìn nhá. Phê chưa? Đấy, đánh nó phải thế này các bác ạ. Phê đấy. Bự luôn các bác, một chùm. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bác ơi. Hai nhanh hơn một. Đi câu lục cảm giác là nó được cá đơn giản lắm anh em ạ. Nó quá đơn giản luôn. Cứ xuống cái là nó miếng mới giật luôn. Ui, con to, con này to. Ui, con to, con này to. Ui, con này to anh em ơi. Ui, chà, con kia bự, con này bự đúng bự. Ê, con này mới to các bác ơi. Ui, trời ơi, bơi. À, được, con này được anh em ơi. To chưa? Đó, nó ăn rất là từ tốn lên. Này, ăn rất là từ tốn anh em ạ. À, thấy chưa? Đó. Vào đi. Đấy, to. Đây rồi. Ấy, con này bự. Đây rồi. Ấy, con này bự. Con này to. Đấy. Thì học to luôn. Đẹp đấy, con này đẹp. Đấy, đẹp luôn anh em này, con phi hồng to luôn, đóng thẳng vào mặt. Xinh tươi. Xuống ngay cái này mút luôn. Đây rồi. Ai dạ. Ủa, đồ cụ. Con này to. Hồng luôn, hồng hào anh em ơi. Wow, con này bự quá này. Trời ơi, phê chưa anh em này. Trời ơi, con rùa hồng ngon chưa, quá là đã luôn anh em ơi. À, các bác nhìn nè, bàn tay phê chưa các bác ơi. Này, em là cá xịn này, người nó có nhìn được, người nó gầy thôi này, thấy gỏi ngon quá luôn. Đừng có dãy cho túi. Con này cứ tưởng cá to, bảo nó dễ khỏe thật.
tờ hàng. Về thật các bác ạ. Đóng những loại rô phi này sướng. Về rán ăn rất là ngon. Đây rồi, lại giếc, giếc anh em ơi. Giếc xịn. Ồ, cái giếc nó to quá. Lại chú giếc xịn. Phần lưỡi đâu rồi? Lưỡi này. Dạ, một chân là chết. À, này khớ lắm anh em ạ. Giếc ngon phết. Đây rồi. Úi giời, có hai con rồi, rơi mất con rồi. Hai con to rơi một con anh em ạ. Nháy nháy nháy. Con to rơi mất con bé này lại lên các bác này. Thế mới dở chứ. Nào, con bé này thả. Rơi mất con to. Hai con mà nháy rất là đều. Ui, con này ngon, con này ngon. Đẹp đấy, rồi con này trắng trắng phao luôn này. Này cá đều phết các bác ạ. Này, cá đều phết. Này, hai nạn. Thấy gọi tuyệt vời luôn. Trúng ổ rô phi rồi. Đây rồi. Mày này. Hàng đây rồi. Cụ tổ. Siêu phẩm. Rồi, con này con cuối cùng anh em ạ. Về thôi, mệt quá. Ôi, câu cá ngay. Này nhiều cá lắm rồi đấy. Chỗ này con này con cuối cùng. Về thôi anh em ạ. Thu đồ về anh em ạ. Thật sự các bác là quái nào ăn hai gói mì tôm bây giờ đói rút người tay anh em ạ. Đói rút người tay luôn. Hàng đây các bác này. Hơi gió nhỉ. Thu đồ về thôi. Này được nhiều không nhỉ. Toàn ô phi. Ui dạ. Này 7-8 cân anh em ạ. Có đến chục cân hết đấy. Ờ, anh em nhìn chưa, này đến chục cân đấy các bạn, phê quá. Toàn hàng này các bác này, hiểu chưa? Nói chung là cái này là video thì em cũng cắt bớt những cái phần câu con cá bé, đồ lấy toàn con to để quay anh em xem thôi. Đã quá các bạn, phê quá. Này được mấy con giếc cụ, sướng nhất là được mấy con giếc anh em ạ. Này, cá thế này các bác bảo sướng không? Rồi về anh em nhé, câu thiên nhiên thì cá nó chỉ được tầm này là quá đã đấy.